một sự kiện quan trọng cho thấy sự ứng biến của doanh nghiệp để vượt qua khủng hoảng. Giải thưởng Việt Nam HR Award 2020, giải thưởng về quản trị nguồn nhân lực diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy đại dịch cũng là chất xúc tác giúp các doanh nghiệp có những thay đổi đáng kể để tồn tại và phát triển. Trên thực tế, trước những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, nhiều tập đoàn trong nước đã được vinh danh nhờ chủ động chuẩn bị các kịch bản nhân sự, ứng phó tương ứng với từng giai đoạn, dịch bệnh, suy thoái, phục hồi và đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, đổi mới trên toàn hệ thống. Khi dịch bệnh đạt đỉnh điểm, toàn bộ cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp này đã tận dụng thời kỳ giãn cách xã hội để tăng cường hoạt động tự đào tạo, gia tăng năng lực thực thi, đẩy mạnh nghiên cứu sáng tạo, lên kế hoạch cho các chương trình, dự án mới, đặc biệt là về công nghệ. Quá trình này đã giúp P&G tăng 18,5% năng suất lao động, chi phí vận hành được tối ưu hóa, tiết kiệm 2,5 giờ mỗi ngày.